Mẫu SUV đô thị Peugeot 2008 đã được ra mắt tại nhà máy lắp ráp xe du lịch cao cấp của Thaco ở Chu Lai, Quảng Nam vào ngày 12 tháng 12 năm 2020. Nối bước thành công của đàn anh 3008 và 5008, Peugeot 2008 có màn lột xác ấn tượng khi sở hữu dáng vẻ lịch lãm, đúng chất châu Âu. Tại Việt Nam, mẫu xe này nằm trong phân khúc SUV crossover hạng B cạnh tranh cùng với Kia Seltos, Hyundai Kona, Hi4 EcoSport. Peugeot 2008 2021 phân phối ra thị trường hai phiên bản Active và GT Line với mức giá bán lần lượt là 739 và 829 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng giống như Honda City 2021 vừa ra mắt, phải đến tháng 1 năm 2021, Peugeot 2008 2021 đến đại lý và giao xe cho khách hàng. Như vậy, mặc dù có nguồn gốc lắp ráp trong nước nhưng khách hàng sẽ không thể mua được xe với mức ưu đãi giảm 50% phí trước bạ của chính phủ, do ưu đãi này chỉ còn hiệu lực đến hết năm 2020. Để xe lăn bánh trên đường, ngoài giá bán niêm yết, khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế phí khác như phí trước bạ, tiền biển số, tiền bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, các chi phí đăng kiểm và phí đường bộ. Theo đó, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ là 10%. Ngoài ra, tiền biển số cũng có sự chênh lệch đáng kể. Ở khu vực 1 sẽ là 20 triệu đồng, trong khi đó khu vực 2 thấp hơn nhiều với 1 triệu đồng và khu vực 3 là 200.000 đồng. Chính vì vậy, giá lăn bánh của từng khu vực khác nhau sẽ có sự chênh lệch từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Như vậy, giá lăn bánh của Peugeot 2008 2021 phiên bản GT Line tại Hà Nội sẽ được tính như sau: giá niêm yết 829 triệu đồng cộng phí trước bạ 12% 99,5 triệu đồng, cộng phí đăng kiểm 340.000 đồng, cộng 1,56 triệu đồng phí bảo trì đường bộ, cộng bảo hiểm vật chất xe 12,5 triệu đồng, cộng bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.000 đồng và phí biển số 20 triệu đồng, tổng cộng sẽ là 964 triệu đồng. Cùng với đó, mức giá của phiên bản Active khi cộng tất cả khoản thuế phí sẽ là 861 triệu đồng. Cũng với cách tính như trên, giá lăn bánh của Peugeot 2008 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn tại Hà Nội từ 15 đến 17 triệu đồng do chênh lệch về lệ phí trước bạ. Cụ thể, giá lăn bánh của từng phiên bản sau khi cộng hết tất cả các khoản thuế phí sẽ là 947 triệu đồng cho bản GT Line, 846 triệu đồng cho bản Active. Trên đây là toàn bộ cách tính giá lăn bánh của mẫu xe Peugeot 2008 2021 vừa được ra mắt tại Việt Nam. Nếu bạn quan tâm về mẫu xe này, đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!